Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, sáng nay ngày 24 tháng 2, đoàn cán bộ tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quà làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà và chúc mừng tập thể y bác sĩ công tác tại bệnh viện TVKG Long An. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt đã hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, qua đó góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và cũng trong sáng nay, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Bùi Quốc Dũng cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Duột nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Bùi Quốc Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Duột, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân COVID-19, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Phó giám đốc Sở Y tế mong muốn bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quy động các nguồn lực, nỗ lực cố gắng xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh, áp dụng thêm nhiều kỹ thuật cao tiên tiến và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, y đức đưa bệnh viện trở thành nơi tin cậy trong chăm sóc điều trị cho người dân cũng trong hôm nay ông Bùi Quốc Dũng phó giám đốc sở Y tế tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên đang công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 thì sẽ kiến tường tại đây ông Bùi Quốc Dũng phó giám đốc sở Y tế Long An đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tặng qua quà chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên công tác tại bệnh viện qua đây, ông ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 thị xã Kiến Tường tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết và không ngừng rèn luyện để giỏi chuyên môn, giàu y đức, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.